Nói là bàn thắng đó quan trọng nhất sự nghiệp của Nhâm Mạnh Dũng. Điều đó đúng cho đến lúc này, nhưng Dũng còn rất trẻ và chúng ta vẫn hy vọng rằng Nhâm Mạnh Dũng sẽ còn mang đến nhiều điều tuyệt vời nữa. Đây là người hùng của chúng ta, người đã cho quá khứ ngủ yên với 4 lần thua trước Thái Lan trong trận chung kết. Thì đó là khi chúng ta không có Huy Park Hang Seo, còn giờ với Huy Park Hang Seo, chúng ta thay đổi lịch sử, tạo chiều bánh xe lịch sử. Một trận đấu quả cảm của U23 Việt Nam và cả của U23 Thái Lan nữa. Biết nói gì về Huy Park Hang Seo đây? Ông đã chịu không ít áp lực, áp lực thực sự, nhưng thực sự là người đã đến và thay đổi lịch sử cho chúng ta. Ông sẽ chia tay U23 sau giải đấu này và nhường chỗ cho Gomo Kyun. Nhưng ông đứng đó như một tượng đài của bóng đá Việt Nam, người đã mang đến cho những điều cho chúng ta những điều mà nó chưa bao giờ đến trước đó. Ông không chạy quanh sân, không ăn mừng với các cầu thủ. Ông đứng đó để chiêm nghiệm lại và sống trong những khoảnh khắc đẹp nhất. Ông là một tượng đài thực sự cho đến lúc này. Lần cuối cùng, trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang Seo với U23 Việt Nam. Và ông đã mang đến chức vô địch thật sự là khó có thể tin được. Và Lê Văn Xuân nữa, nhà vô địch trên chiếc nạng. Lê Văn Xuân đã cống hiến tất cả những gì là tốt nhất có thể. Anh không ngần ngại dùng cả thân mình, cũng giống như Lý Công Hoàng Anh, cũng giống như rất nhiều những cầu thủ khác tại SEA Games năm nay. Sự thất bại của các đồng đội đã chiến đấu vì Lê Văn Xuân ngày hôm nay, giống như đội tuyển nữ đã từng chiến đấu vì Thái Thị Thảo, người không thể dự SEA Games vì chấn thương. Thầy Park, người thay đổi lịch sử bóng đá Việt Nam, người biến những điều không thể thành có thể, người đã thay đổi và giúp chúng ta quên đi những u buồn của quá khứ trong những trận chung kết SEA Games trước tính người Thái. Và xin được tổng kết trận đấu ngày hôm nay bằng đôi dòng thơ. Hot team căng thẳng đợi chờ, cuối cùng tuyệt phẩm nên thơ đánh đầu. Chiến thắng có dễ dàng đâu, lịch sử chào đón, túc cầu ngôi vương. Một trận đấu thực sự là căng thẳng và nó đã kết thúc viên mãn nhất, đẹp đẽ nhất với một pha đánh đầu xứng đáng là tuyệt phẩm. Bàn thắng này vẫn đánh bại Kawin, giống như cách Anh Đức đã từng đánh bại ở King's Cup. Nhưng đây là đồ đẹp của nó, mặc áo vàng của Thái Lan thực sự là rất tuyệt vời, tại vì thua nhiệm xiệm. Lời chào của huấn luyện viên Park Hang Seo gửi tới các cổ động viên đã cổ vũ cho ông và cao trò trong trận đấu ngày hôm nay và trong suốt hành trình SEA Games 31. Luôn là người tỉnh táo nhất, bản lĩnh nhất và sáng suốt nhất